U23 Việt Nam còn 2 ngày chuẩn bị trước thềm trận ra quân bảng C giải U23 Đông Nam Á diễn ra vào ngày 20 tháng 8 tới. Khó khăn trong quá trình chuẩn bị của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nằm ở chỗ, các cầu thủ thi đấu trong màu áo các đội V-League và hạng nhất, nên đội U23 chỉ có đầy đủ quân số tập luyện trong khoảng 3-4 ngày trước giải. Tuy nhiên, mặt tích cực là việc chui rèn ở các giải vô địch quốc gia sẽ giúp cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, nhờ vậy thể hiện tốt hơn ở sân chơi trẻ. Lực lượng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mang tới giải U23 Đông Nam Á gồm 2 nhóm. Nhóm đầu tiên gồm những cầu thủ đang khoác áo các đội V-League và từng góp mặt tại SEA Games 32 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Chaussier như thủ môn Văn Chuẩn, các hậu vệ Duy Cương, Ngọc Thắng, các tiền vệ Văn Khang, Xuân Tiến, tiền đạo Quốc Việt, Văn Trường. Nhóm cầu thủ này sẽ tạo thành trục đội hình để huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sử dụng ở giải này. Các cầu thủ trẻ, còn non kinh nghiệm ở nhóm còn lại sẽ được trao cơ hội luân phiên. U23 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận ra quân. Trong khung gỗ, thủ môn Văn Chuẩn vẫn là cái tên tin cậy nhất. Văn Chuẩn từng bắt chính ở SEA Games 32, giải U23 châu Á 2022, hiện đang khoác áo câu lạc bộ Hà Nội góp mặt tại V-League 2023. Thể hình lý tưởng, sải tay dài cùng kinh nghiệm thi đấu là điểm cộng của Văn Chuẩn. Sau SEA Games 32, giải U23 Đông Nam Á sẽ là bước đệm phù hợp để Văn Chuẩn tiếp tục ghi điểm. Ở hàng phòng ngự, Duy Cương và Ngọc Thắng đang chiếm ưu thế. Duy Cương cũng có kinh nghiệm thi đấu các giải quốc tế, đồng thời được ra sân trong màu áo câu lạc bộ Đà Nẵng mùa này. Ngọc Thắng ngồi dự bị trong 3 trận đầu ở SEA Games 32, nhưng màn trình diễn tốt trong trận gặp Thái Lan giúp cầu thủ của câu lạc bộ Hà Tĩnh sau đó được ông Chaussier tin tưởng.